Xin chào tất cả các chị. Ngày hôm nay Duyên Dáng sẽ giới thiệu đến các chị một mẫu đầm suông body đang cực ăn khách tại nhà Duyên Dáng. Mẫu đầm D19328 với giá bán 550.000 đồng. Đầm suông cho các chị yêu thả dáng, sang trọng mà không quá cầu kỳ. Thiết kế suông body giúp che đi các khuyết điểm với cả dáng người gầy và tròn trịa. Thiết kế tay lỡ thanh lịch với chất ren họa tiết giúp che khuyết điểm bắp tay, làm form đầm mềm mại và thoáng hơn. Form đầm đã tạo dáng sẵn đồng hồ cát nên che được nhiều khuyết điểm và tôn dáng cực kỳ. Họa tiết hoa thêu 3D phối màu hài hòa với nền đầm, kèm theo họa tiết đá được đính thủ công tỉ mỉ. Không cầu kỳ mà mang lại nét sang trọng, cuốn hút khó cưỡng. Một điểm cộng nữa cho mẫu đầm này đó là chất liệu vải cô tông mềm, co giãn nên mặc lên cực kỳ thoải mái. D19328, giá 550.000 đồng, hiện đang có 4 tông màu cho các chị lựa chọn. Đỏ đô, sang trọng, quý phái và quyền lực. Được nhiều chị lựa chọn vì tông màu này dễ mặc, dễ phối lại tôn da. Tuy không nổi bật nhưng lại rất bắt mắt, thích hợp cho nhiều bữa tiệc. Đang xuất hiện trên màn hình là tông màu da thanh lịch trẻ trung cho những chị thích màu sáng, nhẹ nhàng. Tuy thuộc tông màu sáng nhưng không hề dìm da nên các chị da ngăm đều có thể mặc được. Màu hoa thêu trên nền đầm cũng rất trang nhã, hài hòa với màu đầm. Màu tím Huế mang lại sự mơ mộng và sang trọng, thuộc tông tối nên mặc rất tôn da. Đây cũng là tông màu được nhiều chị ưa thích nhờ sự sang trọng mà nó mang lại. Màu đen mang lại sự tự tin cho người mặc, vừa tôn da lại giúp dáng người nhìn thon gọn hơn. Họa tiết hoa thêu được phối tông màu đỏ cùng gam nâu be mang lại cảm giác tươi tắn cho nền đầm hơn, rất phù hợp với những bữa tiệc. Đầm suông, một form đầm cơ bản, đơn giản mà thanh lịch. Các chị còn ngại ngần gì mà không nhanh tay để lại số điện thoại để được shop tư vấn nào? Các chị đặt mua hàng nhanh tay gửi tin nhắn cho shop theo cú pháp. Số điện thoại kèm theo mã đầm D19328. Hoặc nhấn vào nút gửi tin nhắn dưới đây để được mua hàng nhanh và miễn phí ship nhé các chị. Với thiết kế này, các chị chỉ có thể mua ở Duyên Dáng mới có thôi nhé ạ. Thời trang không chỉ khiến cho phụ nữ xinh đẹp hơn mà còn khiến cho họ mạnh mẽ và tự tin hơn phải không các chị? Đừng quên nhấn theo dõi Facebook của Thời trang Duyên Dáng để thường xuyên cập nhật được những mẫu đầm đẹp và mới nhất nhé các chị yêu.